Em Không. chào đi. Hello, xin chào đến với video Minecraft này, hơn game Skyward. Skyward. Và đây là cái lồng legendary của mình. Đấy. Lồng này huyền mình sẽ thoại. chơi với Zero game ở trong team Ups Club. Ok, mở đường đi nhóc. Là đây. Ok, có cái giáp hay là cái kiếm. Đây đây đây, đây Đá. chơi chơi. Đá lấy ra đập đi. Đập đá, 16 cục. Nếu để Ok. qua qua bên kia chiếm không? Ở bên kia tầng kiếm diamond không kìa. Bắn cung kìa. Ôi, chết con mẹ rồi. Chết được. Mà nó cung ba ba ba, lượm đồ bắn nó lại. Lượm đồ bắn nó lại. Vãi đạn. Sao đi. À, trời lượm Sao mấy giờ tiền chết rồi. Vãi đạn đi. Ai sẽ bảo kê đây. Không có okay. Đây, bắn bắn nó. Chạy mất tiêu hết rồi. Đấy, nó dưới đất á. Ra có mấy đứa ra bay ở giữa kìa. Bắn nó tốt nhất bắn nó. Ở Ok. chung đó. Ồ, hay. Delay quá. Mình sẽ nhập vô gì? No. Oh Cứu. shit, 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 Cứu. Cứu. shit, Cứu. shit. Cứu. Để xong bắn xong đánh kiếm em. Vai đàn. Vai đàn. Rồi tiếp 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 tiếp. Vô bốn. Ô lẹ dữ ha. Tự vô luôn. Nhanh mà chạy nhanh gọn lẹ. Ok. Oh shit. Oh, lồng bảy màu ngon rồi, bây giờ đã đi qua anh luôn này. Đâu 2 1 không vô. Ok, Không có vũ khí hết luôn. ở dưới đây nè, nhiều rương Có mà lo vẻ gì, vẻ trên table à, hưởng không, lo gì từ cùng nhau từ. nè. Rồi đồ nè, cái này có gì hot không? Thôi được đó, quăng đồ đó, kiếm còn có kiếm rồi, sẵn rồi đúng không? Ok, ok có kiếm. ok tôi nói loa kìa, tôi nói loa kìa. Ok, đang giết chưa, đang giết. Ok, Yeah, tuyệt vời. good, no. Ê, kiếm này. Được, 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 được này. Ok, tuyệt vời, nhóc à. Qua đây. Đây có gì ta? Qua đây, Có thằng trên đó đó. Qua đây. Mà nó đang AFK phải. Nó quay lại kìa. Nó ngu học, nó là một thằng ngu học. Ok. Chết luôn. Oh shit. Oh hay. Cười Ok. thắng, cười thắng. Giờ làm gì đây? Qua đây Bây luôn, giờ qua đây luôn, không qua gấp đây giá, luôn. không gấp gì. Kệ nó chứ. Qua đây. Bắt cô qua. Có hai cái rừng Ôi, free. té. Ôi vãi đạn, vãi có té Bị à. lắc. Nhảy qua điện giật lại. Ok, từ từ nào. Có protection rồi, từ từ nào. Thằng Ôi. này bị ngu à? Thằng này bị ngu à? Ok. 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 Oh shit. Oh Rồi oh rồi rồi xong, bye. Bye ơi. bye. Oh Tiếp. god. Cố gắng lên. Lúc đầu chơi với con Cubin cũng vậy á, toàn fail. Oh yeah, Lúc bảy nào màu. cũng full, cái phòng cũng full đủ chơi. Đúng rồi. À, để xem nào. Ok, lấy cái kit này đi. Kit Không, có kiếm gì? ok. Xuống dưới lấy đồ đi. Xuống dưới lấy đồ đi. Cho chú đồ dưới có block được anh. Ừ, lên lẹ Có quý ơi. block Lên à. lên lẹ quý ơi, lên lẹ quý ơi, cầm snowball bắn vào quý ơi. Lên. Cầm snowball bắn nó. Snowball hay trứng gì cũng được. Đang đào nữa. Hay đu, ủa nó không cho hả? No. Đẹp đen vậy. Mày hả bưởi, ngu người. Nó cho mình vũ khí thì có cái Trời ơi, không mở hai cái rương luôn em, mở có cái vậy. Tưởng con cái à, nút mà. Vậy liền, gì không thấy có block gì cả. Ok, từ từ. Qua bên đây luôn nè. Có lock này. Đây này, block này. Canh giùm nó, canh nó. Ok. Có thể bật cua qua kìa. Wow. Wow, quên không? Nó mặc kim cương. Ow! Ui, ui, chém nó. Ok. Đại. Easy, chết phải liền. Rồi. Cái này phải nhanh. Cố gắng đi nhanh lên. Cố gắng lấy đồ lại nè. Để xem phải có đây có cái gì. Nè, chuẩn bị theo anh nè, chuẩn bị. Cái này là bay vào giữa luôn nè. Ok, để lấy cái kit các kiểu cái. Cái này là đứng theo là bay vào giữa luôn nha, không lấy đồ xong là đi theo anh. Đây. Ok, đẹp đen vãi. Oh shit, cái camera nó bị hít.
mới nó bị gì nó không quay được. Vậy lỡ rồi, không phải scam luôn, chơi luôn. Chơi luôn. Ủa anh có phải scam không? Có. Shit. Nè, lên nào quý, chuẩn bị bay nè. Đó đó đó. Chờ nó bay cái cục. Ủa có cái à đây, đây có cái block này. Ồ. Vô nè. 3 2 1 nhảy lên. Ok đẹp chết mẹ ngu học à. Ô đù, tên nó thả zombie kìa. Oh shit. Shit. Nấp luôn rồi, nấp luôn rồi, nấp luôn rồi. Nấp luôn rồi. Chỗ mày ở đây luôn. Cái đây mình, cái đây mình kìa. Lấy. Nấp luôn đi, nấp luôn đi chơi ngu rồi ba. Chậm rồi, chậm rồi, chậm hơn gì một nhịp rồi. Oh shit. Lâm được cục đây mình không biết làm gì. Áo. Bị gì vậy? Té rồi. Shit. Ơi một mình em chống cả thế giới. Đúng rồi. Em sẽ làm anh hư hào. À mày lấy cái đó chơi gì? Có ầu. Có giằng té má về ngu. Cái đó cái mà cái đảo nó nát rồi. À đù. Để xem nào. Nó bắn chính ê, cái chân ê. Oh my god. Oh. Oh shit. Ôi. Qua luôn, qua luôn. Ôi. Ôi, wow, thằng đó ngu học quá, thằng đó ngu quá. Ba quýnh nó chích ngửa luôn. Ôi xe máu thấp thôi. Ok. Ôi trời ơi, quýnh cái này. Cái này. Mình đã làm gì? Ôi, né đi, né đi. Nhảy lên cái bục á rồi bắt cua lên kia luôn. Bục đó ở đó, nhảy lên đó đó, nhảy qua luôn, nhảy qua kia luôn. Đó, mở rương đồ. Vậy lên lầu luôn đi. Ôi. Ôi, nó phá nhà. Nó đặt tiền tiền phá nhà. Lên lẹ. Lên càng nhanh càng tốt, lên càng nhanh càng tốt. Oh my god. Không biết định con nào nữa. Có thằng á, nó thằng mới đặt nè. Nó mà nó giáp cùi lắm, lên giờ anh quốc nó chết luôn á. Ở đây là hết chỗ không? Nó giáp cùi mía lắm, lên cứ lên. Ô oh, không, em đặt bắp lên đi, nó phá rồi, nó phá đường rồi. Ok. Ship, để ship đi, nó thấy tên em á. Ừ, để ship đi. Đừng có sợ. Nên nó đứng trên đầu em kìa. Trên đầu á, trên đầu đứng trên đầu kìa, phải liền. Nhìn có xuống không? Nó đang đào đồ gì á? Ông này đứng nó chờ đánh. Nó chờ em hỏi sao hỏi lại quăng cái gì á. Ấy đặt lóc nó cũng ship luôn chứ fan. Đây. Thế nó. Ôi, nó đang đặt. Ê, coi chừng có hàng bắn cung. À. Cái thằng nó đang đặt có hàng đang bắn cung. Đào dưới. Ôi, coi chừng đừng có đứng ở ngoài nếu nó quăng snowball dính là té đó. Chơi đậu không? Nó té thiệt. Ôi đù, chưa chết luôn. Hay vậy? Cái thằng thanh niên kia đang nhịn gì? Bắn em, ok. Nó chuẩn bị qua. Chứ đầu kìa, đừng. Đặt qua chứ vậy anh em. Có chừng. Vậy đại nó đi. Ai đâu, qua tới đây luôn. Shit, nó chè như thằng Tiến Thành. Nó đứng, nó che, ngồi nó lại luôn. Địt. Rồi, giờ hiện tại đang đâu hả? Có thông tin gì không? Trời ơi, đã nấp còn không đè ship nữa, anh em thấy cái tên kìa. Lần đầu tiên biết đâu ra. Bye bye. Rồi chúng ta có thể chơi cái giờ tiếp theo. Ấy đây. Rồi vô tiếp. Cái rương đâu rồi ta? Chess play đâu rồi? Snowman. À. 2, 1, go. Group Master, what the heck là Group Master? Ô dòng. Oh my god. Này là cái Legendary mà. Cái lòng Legendary mà. Nó rất là ổn định rồi. Em. Bụng. Ok, xem nào. Ghi em lấy đồ. Lấy đi. What the hell? Rồi. Lộn. Bây giờ. Lộn gì rồi? Nguy hiểm lắm không? Không, nó lộn tí. Ờ, nó qua. Nó không có qua mà anh qua anh giết nó. Đúng, có thằng sau lưng, có hàng sau lưng. À cái đẹp lắc trễ phải liền. Qua luôn. Đẹp ra đét chết rồi, đét chết rồi. Rồi nát rồi. Ô ngu học. Ok nó qua luôn kìa, phải liền. Hiểu rồi. Hồi nãy nhảy bà khua tán cái nó quýnh cái văng qua. Rồi này từ từ cái kiểu nhanh mà kiểu từ từ chậm rãi thôi. Nhanh mà chậm.
đấy em quỳ nhanh mà chậm em nó kiểu sao cho kiểu sao ta chả biết chả biết chả biết nó kiểu như thế nào, nói chung là cái có shader nè đấy. Ok ôi what ở xuống dưới lấy block đi rồi ra đây có nón có giáp lấy hàng giáp các kiểu đi. Cứ lấy giáp đi cứ lấy giáp đi nhưng mà có block không có block có block đây đây, đây. Mặc giáp mà mặc giáp không có cái nón à lấy giáp what the ok má thanh niên nào ngu học té rồi thằng kia bắn qua kìa thằng kia có cung qua kệ nó fuck it ở đây không có gì hết ủa sao thằng kia nhảy tự tử rồi what the fuck thằng kia nhảy xuống tự tử ủa ok đây, 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 đây. Nó đây nè ở mid nè ba cái mid nè qua nhà thằng kia không để ý vậy ừ đó chơi vậy đó ừ té luôn rồi rồi nó không để đồ gì lại luôn hàng quá hàng quá hàng quá ơ cái địch nói chậm bay liền rồi tạm biệt luôn phải đạn nói nhanh lên fan nó vừa chạy qua nó vừa nhảy qua em nói phải đạn qua lên oh my god lâu rồi mới chơi lại Skyward what the yeah. Mày nó lắc nó rơi thẳng xuống dưới luôn snowman 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 kid snowman kid tìm đi đi tìm đó gì mày nè đấy ngon trim ngon trim rồi có đấy. Nón rồi lấy không rồi có ơi ừ, nó qua có đồ rồi thằng này nó bị ngu à một thằng ngu người cái đẹp đẹp chết lẹ vậy chết chưa chết luôn rồi chết rồi nó qua cả hai mà em chết thì anh chết luôn chắc chắn mình lấy đồ mình qua luôn thì này phải nhanh cái đó mà ok là cái chiến thuật này trước giờ là vậy mà phải lấy đồ xong là kiểu lấy đồ phải lút đồ nhanh kìa phải ấn chịu khó ấn nhanh nhanh lên tí ok xuống dưới đây nhanh lên bam xong rồi bam. Xong rồi bam rồi khi này hay fail đó fail gì fail đâu qua rồi gọi qua qua có block không có qua nhà ở đây cái đèn bắt cua cua rồi fuck ôi phát mì bắt cua ngu rồi hồi quen khai quen khai quen khai bắt cua ngu quán này phèo 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 để dịch chuyển qua quán khác à bắt cua ngu 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 sorry à cay nãy giờ nhớ mình chơi nhiêu phút chưa 13 ok 4 3 2 1 Kapuya à cái map này là phải có tốc độ chúng ta phải là flash map này chơi với pin thì cần phải cần có tốc độ mới chơi được ok lấy hết rồi ok đi lên qua, đi qua nhà rồi qua đây qua đây qua đây qua đây qua đây nên go 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 canh đi cover đi coi có hàng cũng đang qua nhưng mà nó cây bà nó chứ giáp cùi đéo kè bật cua ngu đéo kè bật cua ngu rồi bật cua ngu này thì bật à cái đẹp ui shit ui má mày cút đậu bóng văn đồn như tiền mặt của ngu là sao anh đi chơi kid selector là gì đây kid selector là kiểu là có mấy cái kid này mở ra rookie nope nice oh my god ammo đi oh my god tăng cơ rồi ok có đồ rồi ok đệt oh fuck mem te rồi nhảy qua nè à, sợ giống cua pin á em bị chết thằng pin nhảy bắt cua toàn fail vô nhà gãy liền rồi xong rồi lấy hết đồ rồi đi thôi đồ đó chỉ có thế thôi và câu thằng đây à. chắc là vô mày lên em rồi dạ ok ê cái này cần level không không cần lắm bây giờ em bị lắc nặng rồi đang chạy bị giật lại oh shit coi chừng á có thằng đang chạy qua đó vậy liền oh shit có speak nè đây đây có speak nè tụi nó chém nhau tứ tung tung ôi cái ôi mấy làm bồ quên đệt mày hả bộ oh, đồ người. Dữ dằn ồ mình tưởng thằng mình tưởng hai đét từ từ nè có speak nè ok
Tập này ơ khoan bà quăng đồ ngu. Ok vứt đi vứt đi. Ok nhanh ở lắc rồi lắc rồi đi cứ bị giật lại hoài speak à thấy à. Để thôi để chân này gánh tem cho có tốc độ là có tất cả. Đúng là Nemo cắn cáp à, giống như anh chuối nói. Ow shit. Ok ow ôi ôi thằng này hack à, what the fuck. Rồi rồi tới lúc giao chiến cho nó lại bị lắc nữa. Ôi thằng này hack rồi, hack thề nó quýnh đằng nó quýnh ở bên phải nhưng mà lại dính anh đệt hack rồi. Thằng xỉu nhi phát vô xỉu nhi đời mờ đời kỹ mấy thằng xỉu nhi lắm nha. Potion of speed này, đây cái này là của tốc độ đây. Cái này phải cần nhanh gọn và lẹ, cố gắng lên. 5, 4, 3. Nãy lặng nặng dữ. Chắc map nó bị cờ lờ cờ tờ gì đó ai biết. Ôi cái này nhanh không? Nhanh. Thấy vậy thì nhanh nhanh nữa. Speed potion đằng sau lưng. Có cái lọ thuốc chạy nhanh đằng sau lưng á. Mấy khi lẹ dữ. Đúng rồi, phải lẹ thôi. Con kia bắn cung hay gì á? Đây rồi. Quá, quá. Có lóc lên không? Có. Ngon. Thế thì thằng này chết con ngựa mày đi. Chết con ngựa mày đi. Rồi. Ổn định. Anh. Có hai con thằng nữa, giáp cùi, giáp cùi. Trời ơi, giáp cùi mà té. Trời hư cấu quá. Giáp cùi. Bãi liền giáp cùi, thanh niên. Đâu rồi. Rồi hơi dí nhau giết tùm lum hết cả. Ở map này sao lãng ta? Oh shit. Quá đi coi, map này lãng quá, luận lan quá. Ok, vẫn bình thường, vẫn ổn. Ok, protection. Anh nhìn xung quanh là tụi nó dí nhau mà. Play. Chạy tùm lum luôn á. để xem nào, ta cần cái lọ này. Hút vô này như hút cần á, ok. Như boost cần ấy. Boop. Oh fail. Ôi đẹp thằng đó cũng ngu học. Đánh dính gì hết á. Ok ở đây không có cung. Ở đây đánh có cái gì luôn. What the heck. Còn 5 thằng của 5 team. Oh my god. Ôi anh này gánh team. Không anh có tất cả. Không có cái gì để chơi cả. Quan trọng là như vậy. Lên con nó đi. What the fuck, thằng này nó bị. What the fuck, cái chỗ nó bị điên nè. Đây chém nhầm. Ôi mà. Wow. Cay. Wow. What the. Là thấy anh rất là xanh rồi nhưng mà tiếc. Rất tiếc tại sao cái bàn phím tàu khựa rồi đâu phải không? Phát bàn phím. Anh rất là xanh rồi, cả người xanh chói lóa luôn. Phát bàn phím. Đờ mờ, phát cây bò. Ok, vô nào. Rồi, ok, có tốc độ rồi. Vũ khí luôn nè, có trứng gà, có block. Đây rồi. Ê, đặt nó nào. Rồi, đạo hổng té giờ nè. Chân coi chân nha, có con đám trên đó nó. Sao mà đi á. Mà sao đi được anh, trời. Bá đạo thế này mà thằng nào đi được, một thằng ngu học. Qua mid luôn. Rồi một tem đang quấn lộn luôn. Rồi vô hấp diêm nào. Hấp diêm bài đứa nào. Rồi chết hai Hàn Quốc. Rồi chạy đi chạy đi chạy đi chạy đi chạy đi. Cái đệt sao chết rồi. What chết lẹ vậy. Nhâm Châu chết lẹ vậy thanh niên. Một thằng yếu máu nó chạy thằng kia ba vô quýnh. Thì đúng rồi quýnh thằng gì trước đi. Mình quýnh thằng yếu máu rồi à. Quýnh thằng mạnh ấy, thằng yếu máu kệ mẹ nó với anh kệ nó. Thằng mạnh. Nếu mình giết thằng mạnh, thằng yếu máu là ba vô đập mình. Lúc đó anh quay lại anh giết rồi, đẹp. Phải nhìn. Anh chạy ra tí mà. Map này nó em tới sớm rồi. Có cung mà. Ok, gai. Một thằng mày. Lên này. Lên. Lung lên là lên luôn đi. Oh, hay. Một tháng. Easy. Anh đang lên. CD là nhiều map lắc quá. Vãi anh đi, chơi CD hôm nay, chơi CD kiểu CS thì chịu luôn.
Mày hàng này ngu không ai, không có giáp mày ngu người. Ha à, bitch. À, không có giáp bắn hai cái cung chết. Đúng rồi. Ba mà phải không? Oh what the heck, trong này không có cái giáp luôn à. Đang đứng à. Holy shit. Mày có giáp không? Mày bạn... thằng ngon. Hai thằng. Ôi tự tin giờ này có bé thánh đấy. Mày biết. Ba thằng à. Mày biết. Mày biết. Ờ đệt bắn nó em. Ơi cao hơn nữa. Ơi cao hơn nữa. Đúng rồi. Chết rồi, nó chết rồi. Ơ đằng sau lưng mình kìa. Ok. Bắn ok. Bắn cũng gì vậy? Đứng gần cầm kiếm ấy. Vãi đây. Vãi không nói. Là niên mà cày. Rất nhiều người nhưng mà cày quá. Không cần cần cái gì phải nói. Cùng đâm cao mới xe được. Không không cần đâm cao đâu, cứ cầm kiếm đập thôi. I love cùng. Bow à, có cái bow không có mũi tên này. Đây là không có power này. Có mà, có cái kit mà. Okay. What the fuck? Cái gì đâu rồi? Cuối lock. Đẹp. À, không quăng lên đây, trời quăng dưới thằng nào lấy. Bãi liền. Thôi đi ra mất. Tôi làm gì trống à. Bố không bao giờ thích chơi ở đây. Ra mất chơi là vui nhất. Lẹ dữ. Lẹ nhanh. Rồi rồi thanh niên rồi bị scare bắn không? Yep. Biết ngay mà bãi đàn nó đứng trên giỡn mà. Ok có vài chục thằng đang trên đây giỡn chứ ba thằng. Ba thằng là số nhiều, số đúng, nhiều. Đúng, kìa nó đang con thằng đó. Kệ mở nó chết đi, ngu học. À, con thằng mở gương, thằng mở gương. Nó đang xuống. Xuống cái ok đẹp, kệ mở nó chứ, em quan tâm. À cầm picket chơi với anh à. Mày này ngu học, ngu học. Ôi gần chết rồi, nó còn có 5. Oh what the fuck? Còn nghe tiếng nang nữa. Đẹp. Tắt dạng đang táo dạng. Mày đâu? Tao khựa. Nó xuống dưới đầu. Mày cút ra khỏi chỗ đi. Yeah. Dữ quá. Xin lỗi vì đã chơi ngu học, tại vì thầy quá ngu. Cái gật đồ nó có cậy ngựa đó, không quan tâm đồ đó là con mở gì hết, rất quan tâm. Nó chỉ đây cái chỗ chiếm điểm. Thấy không? Đấy. Ở đây mình đi nữa. Mày ơi, ở cái đẹp chu. Có thằng lên xuống. Rồi, ấy ơi, rồi cầm cái rìu là biết khôn người rồi, ngu người rồi. Rồi anh thắng chắc à. Nhìn cứ đánh. Ngu người. Ngu người. Trời ơi, rồi có cây kiếm rồi, hên quá các bạn ơi. Nó có kiếm để mình nó lại cầm rùi. Quỳ. Quỳ. Hashtag quỳ. Ok. Còn như thằng nữa. Còn 5 thằng nữa, dáng này có hy vọng. Cố lên. Vậy đạn. Bên dưới cuối cùng có một thằng mặc giáp cực kỳ yếu. Giáp cực kỳ yếu hả? Nở nó luôn. Đi nào. Xuống. Rồi đó, sắp đụng rồi đó. 1, 2, 3. Fuck you, bitch. Ok, chín máu nè, đến máu thì bay luôn nè. Ô, oh, chưa bay à? Đã bay đó. What the? Oh yeah. Có cung. Nó bắn. Trời, con mở nó chứ, đất quan tâm. Cung là cái gì? Cung là cái gì, ăn được không? Ờ, bên dưới có con thằng nữa phải. Ngu học, ngu học. Té không? Không té hả? Fuck you. Rồi té rồi. Té không? Rồi đó, rồi. Con thằng. Slow ball nè. Ây, no, what the, get it, no. Rồi. Fuck mà. Như chung kết rồi đó. Thôi clip dài rồi, hẹn các bạn vào video lần sau. Đùa ấy. Ủa, ao thiệt hả? Vậy hết rồi, bốn đó. Ok các bạn đã xem video này và nếu các bạn thích thì ấn like cho hai video và hai channel của bọn mình và mình sẽ hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau. Bye bye.